Nghĩa xin chào cô chú anh chị nha. Ngày mới Nghĩa cũng xin chúc cô chú anh chị luôn luôn thật nhiều sức khỏe. Hôm nay Nghĩa lại đi lấy ong nè cả nhà. Cũng lâu rồi, khá lâu rồi Nghĩa không có đi lấy ong á. Hôm nay Nghĩa mới đi lại cũng chỗ quen thuộc. Xe mình cũng để chỗ cũ. Mình cũng có đã quay ở đây vài clip rồi. Mà đi ngay chỗ cũ nè cô chú anh chị. Hôm nay Nghĩa cũng leo lên mấy cái đồi ở trên trên đây. Mấy đợt trước mình trên đây cũng bắt cũng có nhiều ong á. Rồi hôm nay mình mới đi lại cũng mấy tháng rồi. Mình không có đi lấy ong, cô chú anh chị cũng dặn ong của Nghĩa cũng nhiều lắm. Nhưng cô chú anh chị cũng thông cảm với cho Nghĩa. Tại vì vừa rồi mưa với lại Nghĩa cũng mới nắm mối á. Cho nên cũng không có đi lấy ong. Hôm nay bức nắm rồi, đây là hết mùa nắm rồi. Bây giờ mình Nghĩa đi lấy ong lại. Thì Nghĩa bây giờ Nghĩa leo lên mấy cái đồi trên đây coi ông nó có về chưa nha cô chú anh chị. Rồi coi, mời cô chú anh chị đi cùng Nghĩa ngày hôm nay nha. Rồi ngày hôm nay ngày đầu tiên mình đi lại ở căn cứ 6 huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Hai cái khu này cái ông về chưa, rồi cùng Nghĩa đi ngày hôm nay nha chú cô chú anh chị. Giờ bắt đầu mình leo lên mấy cái đồi trên đây, mấy cái đồi đá trên đây nè, thấy cũng đẹp lắm. Nghĩa đi nãy giờ á thì Nghĩa cũng đã thấy được tổ rồi nè cả nhà ơi, nằm trong đây nè. Nhưng mà cái này, chỗ này là hồi hôm qua có người đi rồi, cái dấu là dấu càng mới luôn, dấu này là dấu người đi lấy ong. Cho nên cái thế những cái thế mà có ong á là người ta lủi người ta đi, người ta thấy dấu càng đi luôn. Nhưng mà thì sót lại cái ổ này, từ cái ổ này nằm cũng về ở ngoài hơi trống á, người ta đi ở đây nè, người ta đi từ ở đó là mình băng lên đây là mình thấy dấu đi dài tới trên đây luôn. Thì mình đi xuống đây thì mình thấy được tổ này cũng gần chỗ xe mình để ở kia kìa, đó ở dưới chỗ đó đó, cái xe mình ở đó. Mình lên đây mình gặp đường tổ, mình hy vọng là người ta chỉ là đi mé này thôi, người ta không lên cao. Thì mình bắt tổ này rồi mình đi dài lên trên coi cái tháng này coi có mặt không nha cả nhà. Mặt có nè, nhưng mà tổ không thì không được to thôi. Mặt đẹp lắm đây, thấy cũng được nè, mặt cũng được. Ây chà, rớt. Tổ này non, mặt cũng được lắm. Tổ non tổ nhỏ nhưng mà mặt cũng được lắm nè. Rồi cái tổ đầu tiên đang rút phấn này, này hết mưa, đang chăm mặt vô lại, ông đang chăm mặt lại. Mấy bữa mưa quá thì nó khô với lại phấn. Hôm nay nè, nó chăm xuống đây nè. Chăm xuống tới mấy ống này nè. Vài bữa nữa là sẽ ăn hết cái vàng phấn ở dưới đây thì sẽ chăm mặt vô lại. Đó, mặt giờ đang chăm xuống chứ không phải là đang khô nha. Mặt là mặt đang chăm. Rồi cái tổ đầu tiên của Nghĩa. Rồi trong cái bụi cây này có tổ nhỏ nè. Mình đi nãy giờ ông này thưa lắm. Tổ nhỏ xíu à. Cái ngoài kia mình thấy được tổ ong mặt cả nhà ơi.
Để mình ra mình coi 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 coi, coi có đầu mặt chưa. Có đầu mặt rồi mà giờ cái đầu mặt nhỏ lắm. Rồi giờ mình bó đuốc mình leo lên. Coi có mặt chưa, mặt không nha cả nhà. Cái tổ này giờ còn mặt sao lép lắm á. Rồi cái đuốc mình đã bó xong rồi nè. Giờ đốt thôi. Rồi, cháy rồi bây giờ đi vô thôi cả nhà. Giờ mình không thấy cái đầu mặt luôn á. Tổ này nó vừa luôn nè, vừa đẹp luôn nè. À, nó cũng có mặt kìa. À, leo lên thôi. Cũng có đầu mặt à. Ý chết rồi. Mình không có đem cái đồ cắt rồi. Giờ sao đây trời. Lấy ra lấy kéo. Mình ra lấy kéo mình cắt luôn. Kéo nằm đâu. Để kéo mình cắt luôn. Khó cắt mà. Mặt cũng nhiều. Mặt xuống tới dưới đây luôn mà không biết nè. Trời ơi, tổ non vậy mà cũng có sâu. Mình lấy kéo vậy ra.
nó dướng đâu. Mặt đẹp ghê. Chắc được cỡ 2 xị mặt. Mặt đẹp lắm thôi nha. Chắc cỡ 2 xị mặt nha. Thì là ok rồi, nhưng mà cái là con nhỏ liên tục mặt dần ôm à. Cả 2 xị à. Kia có tổ kìa anh em. Tổ dòm cũng được lắm. Giờ mình xuống đồng bằng, mình đi một hồi thử coi nó sao, rồi mình leo lên đồi lại. Ở trên đồi thì ong nó cũng thưa lắm anh em. Tổ này dòm nó cũng được nè. Chưa rồi mà đi trên đồi thì đuối quá, chịu không nổi. Tổ này nó cũng già lắm anh em ơi. Ông sắt quá trời dưới đây nè. Một cục ông sắt luôn. Mặc được lắm cả nhà. Thì đầy nhưng mà nó chưa được nù. Nó mới có mặt lại á, chưa được nù. Trong đây ổ nè anh em, nhưng mà sao thấy ổ này dòng cục mặt nó ngộ ngộ lắm. Cục mặt này kỳ cục luôn, ai gắt tàn lại. Cục mặt này lúc trước ai gắt tàn lại nè. Có quyền về mặt ở phía bên đây nè. Mình cắt ra mình cho có mặt mình gác lại nè. Nè cái dấu cắt cũ nè anh em. Dấu này dấu cắt cũ nè. Cắt dài ra để mình gác lại. Nè quý một về mặt lên luôn nè. Cũng nhiều ha. Nó thế nào gác nằm lên mà nó xây cái tàn xuống dưới thôi. Nè anh em gác cái tàn lên trên đây nè.
mình gác vậy là nó làm tiếp tục lại nha anh em, chứ không bỏ đi đâu. Mình kiếm cái tổ nào nữa rồi mình cạo cái ổ này vô, cạo cái này vô luôn. Ở trong cái đám chàm mà trên cái cây này có một tổ nè anh em, nó cao quá, nó cái cục đen thui nó nằm đây nè. À, sao bắt được đây, chắc leo lên bấm luôn quá. Rồi leo luôn. Nó xa quá. Mình bấm cho nó rớt luôn á. Nó xa quá mình không dám leo ra rồi. Cây này bự. Cho nó xuống dưới thôi. Mệt quá, leo cây này mệt quá. Mình gác đây cho nó xuống đây đi. Ở trên cái cây xoài này có tổ ong nè anh em. Bây giờ trời mưa luôn rồi. Bây giờ mưa chắc mưa lớn luôn rồi. Mình bắt cái tổ này mình ra về luôn anh em ơi. Đó nằm như cây xoài nè, mưa quá trời rồi. Mình bắt tổ này luôn. Trời mưa. Đi hết được rồi. Rồi cháy rồi, lên bắt anh em ơi.
cục mặt này. Tắt đuốc gì đây? Cục mặt ngon ghê nè. Cổ nhỏ mặt cũng ngon. Mưa luôn rồi. Rồi xong. Rồi Nghĩa xin kết thúc clip đây luôn nha cả nhà. Đừng cục này nữa, cục này cũng cỡ 2 xị, hơn 2 xị đó cả nhà. Rồi mình xin kết thúc clip đây luôn nha. Hẹn cả nhà những clip sau gặp lại nha. Bye bye, chào tạm biệt nha. Ướt nhẹp rồi.